Tí nữa làm quen xong là uống rượu mới bắt tay nhá. Nhìn tay trắng như này mà. Phải to là mới chuẩn. Cứ hám mồm. Cứ làm to là. Đấy uống em miếng rượu nhá. Ôi giời, đấy không phải ăn thôi. Ăn xong rồi mới to vào. Ngồi lắm anh ạ. Nó ẩm ngược kia bác ơi. Này nó phải như này mới ăn được bác mật này mới chuẩn. Đây đấy. Nào. Chơi đi. Làm miếng to vào. Gấp 1. 1 2 3. Rồi. Củi như thế thì mua bao nhiêu tiền hả chị? Có băng dao to đi không? Củi như thế này củi mất bao nhiêu tiền hả chị? Thì bảo là chỉ chặt đấy thôi. Bây giờ mượn cái băng dao để kiếm cái gì để... Đây ngồi cái cô này nó thôi, cái cô nói rồi đấy. Tức là mình đặt trên đá mình không phải làm đống, không phải làm cái chạc nữa này. Để xoay xoay em. Xếp sao quả gà đấu mỏ ấy. Để tí nữa cho. Chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại thì mình đang ở trên xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hôm nay anh em mình lên đây là nướng gà mấy vịt để tiếp đón mấy chị với bạn ở Quảng Ninh lên mấy đến đây. Xin giới thiệu các bạn, đây là các khách quý ở Quảng Ninh lên đây thăm này. Đây là chào thành Tây Bắc. Đây là chị Phương Anh này, còn bạn áo đen này chưa quen, chưa làm quen được. Tên là gì? Bạn áo đen. À Trang à, còn bạn áo đỏ này. Em là Thư ạ. Rồi chào hai bạn nhá. Đây là hai bạn này, là còn đây là em này, là đang nướng này, là em Ngọc. Em Ngọc này là người dân bản ở đây, nên là hôm nay là nhờ em lên nướng và ướp gia vị luôn. Ông cá chết cả rồi. Mẹ thiên sông quá. Nó này say nắng. Không, không, nó nằm ấy. Cái này tí đã chấm anh cái gì nhỉ? Em làm nước chấm chưa? À, em làm nước chấm có hành này, mắc kén này, à, cả súp. Chắc là ngon đấy nhỉ, đúng kiểu dân tộc Thái rồi. Rồi còn hai, ở hôm nay là đi Quảng Ninh nên đây là 4 người hay 5 người, nhưng mà không biết là hai chị nữa đâu rồi, tí phải đi tìm mới được. Hôm nay là ngày nghỉ nên là mọi người lên đây chơi cũng rất là đông các bạn ạ. Thì hôm nay mình thấy ở cái khu này thì cũng rất là nhiều đoàn lên đây để chơi. Nhưng mình đếm sơ qua nó có 3 đoàn lên đây rồi, còn bên dưới kia cũng rất là nhiều. Ở trên Suối Giàng này thì được mệnh danh là cái nơi mà đẹp và có không khí trong lành nhất các bạn ạ. Nếu các bạn quan tâm đến cái địa điểm này thì đến xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nhé. Trên này không khí trong lành phải lên đây mà hít, chứ không nào về Quảng Ninh thì toàn than thôi. Khả năng là chín khoảng 80% rồi đấy. Ấy giờ 80% rồi đấy. Từ đầu đến giờ là em Ngọc này là nướng suốt từ nãy này, chảy mồ hôi, tí nữa phải mời một chén rượu nhá. Được không? Được anh, nhất trí luôn. Tí nữa mời hai chén nữa nhất trí này. Bảo em người Thái nói tiếng Mông thì đúng không anh, chịu thật. Đây ông anh cứ ở Quảng Ninh. Tuấn học tiếng Thái không? Có. Bình thường trên này lạnh không em? Trên này lạnh lắm anh ạ. À, nhà em gần đây không? Hè cũng không cần phải bật quạt luôn. À, nhà em có gần đây không? Nhà em cách đây khoảng 500m ạ. 500m à? À, thế là bạn của bạn anh à? Dạ vâng ạ. Rồi. Tí nữa làm quen xong là uống rượu mới bắt tay nhá. Nhìn tay trắng như này mà. Ở đằng xa kia là cũng có mấy em người Mông đang lên đây chơi. Nhưng mình đứng xa thôi, mình không quay gần được các bạn ạ. Ngoài cái món gà mấy vịt quay này thì hôm nay anh em mình còn mang lên đây là măng nướng, khoai nướng và bánh chưng nướng các bạn nhé. Bánh chưng này là hôm nọ là nhà mình vừa gói hôm rằm, là hôm nay mang lên luôn. Trong khi chờ mấy cái món này chín thì các bạn cùng đi ngắm một số quang cảnh ở trên Suối Giàng này nhé.
Hôm nay anh em mình lên đây thì lại quên mang rượu đi, nên là bây giờ cái đồ này chín hết rồi nhưng mà vẫn phải chờ thằng cu em mình nó mang rượu từ dưới nhà lên các bạn ạ. 30 cây nữa. Bây giờ mọi người là đang cũng đói lắm rồi. Rồi bây giờ là mấy chị em đang chuẩn bị rau thơm với lại đồ chấm ở bên này. Còn bên kia là các chị em đang róc những cây măng nướng và củ khoai nướng. Mấy chị ở Quảng Ninh này bảo là lần đầu tiên được ăn măng nướng đây. Muối thơm đúng không? Không có thìa đâu quá. Măng nướng thì là đặc sản Tây Bắc rồi. Ăn một lần lần sau lại muốn lên nữa. Chị bảo ăn thế này mới phê. Chị còn bảo là lần đầu tiên thấy đấy, là con gà con vịt này chín đẹp hết rồi. Mấy anh hôm nay thời tiết cũng khá là đẹp, cũng không nắng mà cũng không lạnh lắm. Rồi bây giờ cho mọi người sắp mâm đi nha, tí nữa đến khi mọi người sắp đẹp thì mình sẽ quay lại tiếp các bạn nha. Đất lại, ôi lệch bỏ cái chén ra Hiệp. Rồi, và con vịt nó cho ra nốt đi. Cảm ơn kia cho bố Hiệp. Cảm ơn kia em đổ mất ngay ra. Đấy, chọc xuống đấy. Ta là vướng cổ. Được rồi. Đâu, ăn cái gì? Các bạn ơi, đỏ đây, sánh. Đỏ sánh lại nhiều. Cái này về làm cái video nhanh nhanh. Chung là làm video này á, khoảng tầm khoảng tầm thứ 2-3 ngày nữa. Tí nữa cho anh xin nick face nhá, xong là để anh còn kết bạn, xong là anh gắn thẻ nhá. Ồ thích thế. Chia sẻ là, anh chỉ cần nhìn thấy mặt em này em chia sẻ điên đảo đấy các chợ luôn. Rồi đấy thôi, hôm nay là có bữa cơm để chào mừng tất cả các chị em ở Quảng Ninh lên chơi nhá. Chúc chị em sức khỏe nhá. Chúc sức khỏe. Thử ăn xem là cái món ở trên Tây Bắc này nó như nào. Ai cũng mạnh khỏe nha. Dạ. Mời các bạn nha. Rồi mời cô Thái gái nhá. Cảm ơn thành Tây Bắc. Lẻ làm người nữa. Kênh Thành Tây Bắc. Đây giới thiệu các bạn nhá. Hiệp cắt đi Hiệp. Đây hôm nay là anh em mình đây này, bây giờ hoàn thành cái món này rồi. Có một con vịt, hai con gà. Với măng nướng. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Cứ chiến đấu nhất tích vào. Mấy khi lên đây ăn đâu nhỉ? Lên được ok. Chén đầu tiên phải hết bắt tay nào. Ui giời. Mấy khi được nắm tay các người đẹp ở bên Đông Bắc. À đây tất cả cô giáo mầm non hết à? À đây. Đây các bạn là mình cũng chưa kịp tìm hiểu nên là bây giờ là mới biết là đây tất cả là cô giáo mầm non này. Cô giáo. Măng nướng ngon nhỉ? Ngon hả? Ừ. 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 Cô ca là có bạn chưa rồi. Đấy. Anh có thể mấy đồng chí có thể rót rượu ra được không? Nào. Thử miếng nhỏ nhỏ sao nào. Ôi ôi. Đôi à? Vâng. Đây các bạn này, mình thử xem miếng thịt gà. Đấy. Tôi quay để quảng cáo nên là đành phải ăn miếng ngon vậy. Chín vừa lan rồi. Chín hết rồi. Ngon nhỉ. Ôi giời. Bố tội tay mình bẩn quá. Dở trên đôi vẫn dở dở rồi chứ không sạch. Dừa trên đôi còn được nhưng mà có động vào đâu nữa không ấy chứ. Lửa nó dính to. Nghe thì anh bên đây còn gì không? Còn gì không? Vẫn còn. Cái tầm này bẩn lắm mà. Hôm nay là rất cảm ơn Men Ngọc là đã dẫn đến cái địa điểm rất tuyệt vời này. Người bản địa ở đây. Gà đây, gà nhà chị Ngọc luôn đúng không? À. Gà Ngọc nuôi. Gà nhà Ngọc nuôi à? Gà nhà lớn nuôi đấy. Cái máu đen này tên là gì? Quên mất tên rồi nhỉ? Em tên là Trang Xinh Đẹp. À, Trang Xinh Gái à? Trang Xinh Đẹp, Trang Xinh Đẹp để bỏ tay ra để người ta... Đấy, em thử ăn xem cái món gà này hợp chưa? Nó vừa mặn hay nhạt hay là... Em thấy ngon lắm anh ạ. À. Gà cũng gặp ai đấy nhờ? Tôm gà. Ôi, bố bản ơi. Lớn đi, lớn đi. Ngon anh ạ. Nó phải ăn mới là ngửi rau rồi á. Ừ, rau thơm đầy luôn. Đây. Cho con miếng mềm mềm đi. Đây, ăn này không? Bữa. Con nào? Ừ. Ăn thịt đi đâu? Tại vì bà ngồi, chị không cắt được đâu. Bà ngồi, nắng cục ăn dễ.
Con vịt trông thế mà cũng ấy nhỉ, cũng hồng ở trong đây nhỉ. Ừ, này ngon đấy anh Thành ạ. Ừ, ngọt. Chuẩn đấy. Chuẩn thành Tây Bắc đấy. Em nghĩ là, tưởng em vẫn nghĩ là thử ăn xem cái này có ngon không. Đây là nấm ong mật các bạn ạ. À, thì đây, đây. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi lấy cho nhé. Đấy, ngồi rồi. Ngồi chuẩn đấy. Sáng mắt ra nhờ. Rồi. Mồm to ra, mồm to ra, phải to là mới chuẩn. Cứ há mồm to ra. Cái này cuối này, uống em miếng rượu nhá. Ôi trời, đấy không phải ăn thôi. Cứ còng phải mồm to vào. Ngồi đó mình ạ. Nó ẩm được kia bác ấy. Rồi. Nó phải như này mới ăn được bác mật này, nó mới chuẩn. Đấy, nào. Chơi đi. Ngồi miếng to vào. Gấp mồm. 1, 2, 3. Rồi. Ui, đã nó phải tôi không uống rượu đâu. Không biết đã, nhưng mà chị là lúc nào xem video của em à? Đúng rồi đấy. Ngay xem rồi, hay đấy. Trước khi đến đây phải xem tiếp anh ạ. Sáng mà chẳng may chị cho anh cho em xin được phải mở xem được. Phần cứng anh ạ, phần cứng. Phần cứng rồi. Phải. Nghe kiểu nó cứ làm em nó như đi vào giấc ngủ. Anh kiểu anh du ngủ chị. Thế chứng tỏ là cái giọng em buồn ngủ nhỉ. Đi lằng nhằng cái gì? Thôi uống ấy, em mời chị chén. Bạn ăn xong rồi các bạn ạ, thì bây giờ là anh em mình đi sang kia chơi một tí đã. Thì bây giờ trước khi đi thì ở các khu du lịch này thì không có ai quản lý đâu các bạn ạ, nên là bọn mình cũng phải đi chơi ở đây rồi thì vẫn để cho người khác đến thì nó còn sạch sẽ, vậy mình phải dọn đã. Rác thì mang về đúng nơi quy định để đổ đã rồi bắt đầu mới về được. Đây chị lấy ba này đi. Ôi đừng cho cô gác của anh vào túi. Đây mọi người đang dọn hết đồ đạc và rác đi, cho hết vào cái bao này để còn mang về. Đây là cái nơi là cái chỗ trồng chè, người ta không cấm mình vào đây nhưng mà mình cũng có ý thức một tí. Không, tí nữa để rửa tay thôi chị nghe. Tôm. Đây là mang hết về. Mang đi như nào, mang vét về như thế nhá. Cái lửa này thì để đấy được, để cho đội sau là người ta dùng. Đây cái này để cái dàn này sau đội đào đến đây sướng lắm đấy nhỉ. Ăn đủ, mình chọn gói luôn mà. Lần sau các bạn nào đến đây mà thấy cái dàn như này là của thành Tây Bắc nhá. Con chó đang ngửi.